Mango đi, mày dẫn đi bơi. Qua đây. Mình nghĩ là không có ai mà lấy chồng xa xứ mà cứ mỗi 1-2 tháng lại về Việt Nam một lần giống như mình đâu ha. Bởi vì tính chất công việc cũng như là nhớ nhà cho nên là mình về Việt Nam khá là thường xuyên. Nhưng mà mọi khi thì mình về một mình. Nhưng mà lần này bà ngoại nói là nhớ Mango quá nên dắt Mango về chơi luôn. Với lại ở Hàn giữa đang rất là lạnh cho nên là về Việt Nam được cái rất là ấm áp và mát mẻ. Ông Mango ổng thích quá trời luôn. Nhà mình thì ở Đà Nẵng nhưng mà muốn đưa Mango đi tới chỗ nào mà có hồ bơi á, bởi vì ổng khoái nước dữ lắm. Cho nên là hai vợ chồng mình hôm nay sẽ đưa Mango ra khách sạn Silla để đi chơi. Bây giờ thì mình đang qua khách sạn và check-in. Cái khách sạn này thì nó nằm giữa Đà Nẵng với Hội An cho nên là sẽ đi taxi tầm khoảng 20 phút là tới nơi rồi. Vậy rồi đó hả? Chạy lên đó hà ra, đo đo ta, chạy sớm ghê á. Ôi. Mới ngủ dậy. Mày dẫn đi bơi. Qua đây. Mày. My shark to do. My shark to do do do. Daddy shark to do 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 do. My shark. Mẹ. Bố bố. Bố bố. Này, không được đánh mẹ. Bị từ chối một cách rất là phũ phàng luôn. Thương mẹ nè. Này, con không thương mẹ đúng không? Lên anh đang khó nghe nói nhỉ.
Dạ. Ủa? Ủa? Rồi, Apache. Ê. Ê. Ủa mà đi tầm mà. Nó khá nhiều mà nhiều người đây mà nhé. Bắn cổ tụi bạn nhiều người chứ. Bắn cổ, bắn cổ. Ồ, ồ. Chuẩn bị 나갔다. 아, 난 망고도 핑크. 나도 핑크. 오빠 뭐? 오빠 핑크 있어? 어, 핑크 있어. 진짜? 응. 확실해? 뭐야? 그거 핑크냐? 아. 아. 야. 야, 잘. 손 잡아. 손, 손. 누나 손. 아빠 자기야. 봉고. 겁나 웃겨. 네. 아따따따따따. 아. 또. 아. 네. 봐봐 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 봉고. 응. 응. 그 티슈 티슈 티슈. 야 빼빼빼. 아. Hello, xin chào mọi người, hiện tại là mình đã ở Việt Nam. Mình đã về Việt Nam được 2-3 ngày rồi. Hiện tại thì ở Hàn Quốc đang tầm khoảng âm 2 độ. Rất là lạnh luôn, nhưng mà về Việt Nam thấy trời mát mẻ dễ sợ. Gia đình mình đang đi Hội An chơi, dẫn mango rồi đi chơi nữa. Đang rất ra không cười chi hết đó. Mẹ cho thấy này không, mẹ với ông mèo là thấy ống kính, mẹ thấy ống kính là đây auto nhắm nhắm lại ngào ngào. Các ơi dạ ơi okay. Bật cái chế độ auto nhỏ này. Ly rất là thích dẫn gia đình đi chơi luôn. Khi mà Ly lập gia đình và có em bé rồi á, thì Ly nhận ra là cái thời gian mà mình được đi chơi với nhau thực sự rất là quý giá. Mọi người biết không, khi mà mình về Hàn Quốc, mình sống bây giờ cũng được gần một năm rồi ha, nhưng mà gia đình nhà chồng mình á, thì chưa bao giờ đi chơi hay là du lịch với nhau á. Chỉ có là đi ăn chung với nhau chắc là được một hai lần gì đó thôi. Một phần vì bận công việc và một phần thì mình cảm thấy là gia đình ở bên này người ta không có cái sự gắn kết và gần gũi giống như ở Việt Nam mình á. Nhưng chắc năm sau thì mình cũng sẽ mời ông bà nội Mango về Việt Nam chơi một lần. Ông bà thì cũng đợi hai đứa tổ chức đám cưới rồi đi, nhưng mà mình thì cứ trì hoãn, chưa muốn tổ chức đám cưới vì lười á mọi người. Tổ chức một cái đám cưới thì tốn rất là nhiều công sức, tiền bạc và khá là căng thẳng, mà mình nghĩ là đã ký giấy kết hôn và có em bé rồi, cho nên là việc tổ chức một cái đám cưới hay không thì nó cũng không có còn quan trọng nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng là một dịp để hai bên gia đình có cơ hội gặp gỡ nhau, nên chắc là mình sẽ suy nghĩ lại nghiêm túc việc chọn ra một ngày để tổ chức cái đám cưới. Đâu rồi? Quá làm mệt. Nè nè. Thiệt không ổn chứ à. Mango, để cho một chút không? Dạ. À, lắp tắt. Món gì ta?
mango tôi tìm. Cười đây. Cười mạnh đây. Quá là mày. Yeah. Ok, đi chứ. Thôi được rồi ông. Này cho anh mà đã bố phải thật đấy. Dạ, bạn cô khử khử tô khử bố cha sực cá. Bố, đi con. À, à. Nè, xuống lửa nó này. Này. Tại cho bánh này cứ lên. Khéo. À, chú ta, sao kìa? Ăn bố chú nè. Go go go. Ồ, có bánh đấy. À, khử rốt nè. À. Quý mục chứ. Ông mình ăn ở đây đi. À, có kêu gì? Ừ. Kêu cần cá sữa đúng không? Cười lên. Chắc ăn cho có thịt quá. Hả? Măng cụ. À. Đều lên. Măng cụ. Cái là nhìn ngon hả? Ừ. À. Cho lên cái chén. Ăn đi. Đó ơi, chờ cô một giờ mẹ nói này con cắt đồ chơi đi mình ăn nha. À, ăn cho ta. Hello mọi người, bây giờ mình đi ăn sáng. Ông Jun với lại Mango đã đi ăn sáng trước rồi, nhưng mà mình dậy trễ. Cái đợt này hôm qua mình đã bữa ở Hội An để mặc cặp với lại ông Mango với lại Jun. Giờ đây mình thích cái má hồng này ghê á. Mọi người biết không, mọi người hay ngại đánh mấy cái màu má hồng kiểu tông tím tím, nhưng mà mình cực kỳ thích đánh những cái màu kiểu hồng tím như vậy luôn. Nhìn cái da nó trắng lắm mọi người. Giỏi dữ ta. Mola gabasso kudo.
Nói chung thì mỗi lần về Việt Nam chơi thì vui lắm luôn á, tại mọi thứ nó thân thuộc với mọi người. Nhưng mà oải nhất là mọi người biết gì không? Là 5 tiếng ngồi trên máy bay. Mà mọi người biết rồi đó, con nít đi máy bay nó quấy dễ sợ lắm á. Kiểu ngồi một chỗ là nó không chịu, nó bắt đi qua đi lại. Nói chung là mỗi lần đi máy bay với ông Mango là kiểu thôi, bữa sau là không muốn về tiếp nữa vì quá là mệt luôn. Hy vọng sau này con mình nó lớn xíu thì nó đỡ mệt hơn. Vlog này là Ly quay một tháng trước rồi á, hồi tháng 11. Bây giờ mới rảnh để edit và đăng lên. Còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi. Tết năm ngoái là ở Hàn. Nhưng mà nói thật là Tết ở Hàn nó buồn ơi là buồn, buồn dã man luôn á. Vì họ hàng nhà ông Yun thì ở xa, ba mẹ cũng không có về quê, mà cũng không có tổ chức ăn uống như ở Việt Nam mình á, nên thành ra là nó không có không khí Tết á. Tết thì mình thích nhất là cái không khí được chuẩn bị trước Tết, rồi quây quần cùng với gia đình, bà con, nấu ăn, rồi đi tất niên, đi chùa, đi học lớp. Nói chung là chỉ sợ không có thức sức chơi thôi, chứ rất là nhiều thứ để chơi luôn á. Nên năm nay cả nhà mình sẽ về Việt Nam ăn Tết. Oh yeah. Hy vọng là lâu ngày không up video, mọi người không có trách tôi nha. Nhiều lần hứa là sẽ up video chăm chỉ, nhưng mà thất hứa nhiều quá cho nên là lần nào không có dám hứa nữa. Nhưng mà nếu mọi người yêu thương Mango và muốn xem video về gia đình mình và Mango nhiều hơn thì mọi người cứ comment nha. Mình rất là thích đọc comment của mọi người luôn á. Dù sao thì cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến hết video nha. 안녕.